Một sợi Úc Nguyễn xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số cây phôi khai thác tự nhiên giao lưu đến anh em. Cây đầu tiên mình giới thiệu đến mọi người là cây Hồng Quân. Một cây dòng cây có quả rất là đẹp và ăn rất là thơm ngon. Lô đầu tiên là lô Hồng Quân mã B1, giá giao lưu là 350 bao ship. Lô B1 bao gồm 3 cây phôi. Lô tiếp theo là lô B2, giá giao lưu là 350 bao ship. Một cây phôi mini co quái và một cây giáng bay giáng đổ. Cây Hồng Quân có dòng lá rất là đẹp, thích hợp cho anh em làm bonsai. Lô tiếp theo là lô B2, một cây rất là quái. Anh em có thể tưởng tượng ra hình là một con thú, một con ong hoặc là con gì đó. Cây phôi rất là hay. Phần trên có một góc lụa âm thân. Và một cây tông cao. Cây này cao tầm 45. Lô tiếp theo là lô Hồng Quân mã B4, bao gồm 2 cây phôi. Một cây khá là to. Lô tiếp theo là lô Hồng Quân mã B5. Mã B5 bao gồm 2 phôi. Tiếp theo là mã B6. Lúc ship đi mình sẽ gói giữ ẩm bằng sơ dừa. Anh em khi trồng có thể trồng trực tiếp hoặc là ủ phôi trước khi trồng. Thời gian ủ phôi từ 20 đến 30 ngày. Nếu anh em trồng trực tiếp thì sau khi trồng xong thì dùng túi ni lông chùm cả chậu và cây thì sẽ rất là tốt cho cây. Một cây Hồng Quân tông cao, gốc cũng khá là to, giá giao lưu là 420, chiều cao tầm 50. Tiếp theo mình giới thiệu đến mọi người là cây kim châu, hay còn gọi là cây canh châu. Cây kim châu có thể dùng để chữa bệnh. Đây là một bài viết mình tra từ Google. Cây kim châu không chỉ dùng để làm cảnh mà còn thể sử dụng để phòng bệnh chữa bệnh với tác dụng dược lý đa dạng. Dược liệu này được sử dụng để phòng điều trị thủy đậu, gai lở, rơm sảy, mụn nhột. Ngoài ra, lá của cây kim châu được nấu để uống vào mùa hè nhằm giải khát và thanh nhiệt. Cây kim châu rất đáng để mọi người sưu tầm, làm cảnh và có thể dùng để phòng trị bệnh. Lô kim châu mã B8, giá giao lưu là 350 bao ship. Mã B8 bao gồm 2 phôi.
theo là cây lô kim châu mã B9, giá giao lô là 350 bao ship. Mã B9 bao gồm 3 phôi, những phôi mini rất là hay, một cây dáng bay. Theo là mã B10. Mã B10 bao gồm 2 phôi, giá rất là mềm, rất là dễ anh em sưu tầm. Tiếp theo là mã B11. B11 bao gồm 2 phôi, tiếp theo là mã B12 bao gồm 1 phôi, giá giao lưu là 400 bao ship. Một phôi cũ rất là to. Tiếp theo là mã B13, giá giao lô là 320 bao ship. Một phôi cũng khá hay. Cây tiếp theo là mã B14, giá giao lô là 400 bao ship, một cây tông cao. Cao tầm 60. Cây tiếp theo là cây mã B15, giá giao lô là 420 bao ship, một phôi hình thú, cây phôi rất là quái. Chiều cao tầm 30. Cuối cùng mình xin giới thiệu anh em là cây dũ dẻ, một dòng cây cũng là một cây thảo dược, cây cho hoa rất là đẹp, quả cũng rất là đẹp và ăn thơm ngon. Cây dũ dẻ cũng là một cây thuốc trị bệnh. Cây dũ dẻ mã B16, giá giao lô là 300 bao ship. Cây dũ dẻ có thể trị bệnh từ các thành phần rễ, thân và thậm chí là lá cây đều có thể trị được bệnh. Thông tin chi tiết thì anh em có thể tra thêm trên Google. Cây tiếp theo là cây dù dẻ mã B17, giá giao lô là 250 bao ship. Lá của cây dù dẻ rất là thơm, màu lá xanh bóng. Khi anh em vò vào lá cây dù dẻ sẽ có mùi rất là thơm. Chiều cao là 40, tán ngang là 45.
Cây tiếp theo là cây dù dẻ mã B18, giá Zalo là 250 bao ship. Cây đang có nụ trên cây. Cây dù dẻ sẽ cho quả quanh năm và mùa chính của cây là mùa hè. Các mùa còn lại thì khi nào đủ nắng thì cây sẽ cho quả. Tán ngang tầm 50. Cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay là cây dù dẻ mã B19, giá Zalo là 180 bao ship. Cây tàn dù tàn thiên nhiên. Cây đang có một chùm quả trên cây. Chùm quả này bị gãy. Phía bên kia cũng có một chùm quả. Đây là những nụ bông trên cây. Bên này cũng có một chùm quả. Thân cây thì không được lớn lắm, bé hơn ngón tay út. Tán tầm 60. Mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nào chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và đây cũng là số Zalo của mình. Cảm ơn anh em đã xem video.